Mến chào quý vị và các bạn đang quay trở lại với kênh test âm thanh của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Địa chỉ số 115/24 đường Nguyễn Văn Quá, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một kênh chuyên test và giới thiệu các thiết bị âm thanh hàng bãi tuyển chọn được cập nhật thường xuyên trên YouTube. Và hôm nay, như thường lệ, Tiến Dũng sẽ làm một bài review để so sánh hai sản phẩm rất nổi tiếng. Đây là hai sản phẩm rất đặc biệt của thương hiệu Sequin Vega đến từ Mỹ. Đây là những model có thể nói là được nhiều anh em yêu âm thanh quan tâm nhất của thương hiệu này. Và đây cũng là những mẫu loa có kích thước khổng, nó gần như là lớn nhất nhì trong các model của thương hiệu Sequin Vega đến từ Mỹ. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu review cái sản phẩm này về thông số kỹ thuật, về âm thanh. Và cuối cùng Tiến Dũng sẽ có một vài ý kiến cá nhân của Tiến Dũng để chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm tuyệt vời về hai sản phẩm này. Trước mắt quý vị đó là hai cặp loa Sequin Vega model D9 và Sequin Vega model 380 SE. Đây là hai sản phẩm rất nổi tiếng của thương hiệu này và được rất nhiều các anh em yêu âm thanh quan tâm trên toàn thế giới. Với mẫu Sequin Vega D9, thì chúng đang để ở hai bên. Và với mẫu Sequin Vega 380 SE thì chúng đang để phía chính giữa. Chúng ta sẽ cùng xem liếc qua về các tuyến loa cũng như thông số của hai dòng loa này. Trước mắt quý vị là cặp loa Sequin Vega model D9 với dòng này. Phần thùng được cấu tạo bên ngoài bằng simili màu vân gỗ, rất sang trọng và rất đẹp. Dòng loa Sequin Vega D9 có cấu tạo một bát 40cm, màng giấy, gân mút. Và tất nhiên rồi, đặc trưng của dòng loa Sequin là gân mút được trang trí bằng màu đỏ, rất sặc sỡ, rất thu hút ánh nhìn. Phía trên này, hãng có bố trí hai loa mic. Hai loa này có đường kính 14cm. Và chính giữa đây anh em đang thấy đó là một loa check kèn. Phía bên góc bên đây, ở đây anh em thấy có một táp lô. Trong đây có mang theo thương hiệu Sequin Vega model D9. Ở đây là hai nút crossover. Chúng ta thấy hãng đề hai frequency level, tức là chúng ta có thể tăng giảm tiếng chép nhiều ít. Và phía bên đây đó là nút mid frequency level, là chúng ta có thể tăng giảm tiếng chung nhiều ít. Ở đây anh em thấy hãng có bố trí hai hệ thống bảo vệ loa. Hệ thống ở phía bên đây anh em thấy có một nút màu đỏ, hãng đề overload, tức là nó bảo vệ quá tải. Cái này hoạt động như một CB, quá tải nó sẽ tự ngắt bằng cơ học. Và phía bên đây anh em thấy hãng đề thêm một chữ Protect nữa. Và cái cục màu đen này chính là Foot. Foot tức là cầu chì. Mẫu loa được bảo vệ rất chặt chẽ, hai lớp. Và với Sequin Vega model D9 có công suất 350W, trở kháng từ 4 đến 8 ohm. Độ nhạy của dòng loa này là 101 dB. Cặp loa có kích thước chiều ngang 46cm, chiều sâu 45cm, chiều cao 90cm và trọng lượng của cặp loa này là 35kg trên một chiếc. Chúng ta sẽ cùng xem liếc qua một vòng của phần thùng dòng loa này. Dòng loa này được hãng trang trí bên ngoài bằng simili màu vân gỗ, màu vàng, rất đẹp. Và đây là tổng thể ở phía sau. Phía sau của dòng loa này được sơn màu đen. Và đây là chạm loa của dòng loa này. Phía dưới này anh em đang thấy đó là hai lỗ thông hơi. Hai lỗ thông hơi này khá lớn, tôi ước tính có đường kính khoảng 10cm. Và ở đây hãng có dán một tem, trên đây mang theo số series và có dòng chữ Made in USA. Đó là tổng thể của mẫu loa Sequin Vega D9
về ngoại thất và về thông số. Và dòng loa sạc Winvega D9 được sản xuất vào những năm khoảng 1980. Chúng ta sẽ cùng đến với thông số của cặp loa sạc Winvega model 380SE. Với dòng này, hãng sử dụng phần thùng cũng được trang trí bên ngoài bằng simili màu vân gỗ. Tuy nhiên cái này là simili màu đen. Và đặc biệt phần mặt tiền của dòng loa này, hãng đã bố trí trang trí bên ngoài bằng một lớp nhung nỉ. Lớp này là lớp nhung màu đen. Với cấu tạo các tuyến loa được sử dụng ở trên mẫu loa sạc Winvega model 380SE, sử dụng một bát 40cm màng giấy gân xếp vải tầm dầu. Với dòng này, gân xếp vải tầm dầu cũng được trang trí bằng màu đỏ sậm, rất thu hút ánh nhìn. Các kiềng loa đều được làm bằng kiềng gang đúc. Và phía trên đây, đó là hai loa trung âm, hai loa mic. Với dòng này, hãng sử dụng hai loa mic có đường kính lên đến 16cm cho một chiếc. Hai loa mic này sử dụng màng carbon và gân mút. Phía chính giữa này, anh em đang thấy đó là một chép kèn. Trên cái loa chép kèn này, cũng như của D9 và 380SE đều có logo của thương hiệu sạc Winvega. Và phía bên tay phải của dòng loa này, anh em đang thấy đó là cái logo của thương hiệu sạc Winvega. Trên đây mang theo chữ sạc Winvega model 380SE. Và phần thông số hãng biểu diễn ngay ở trên đây. Ở đây chúng ta đang thấy hãng đề power rating, tức là công suất danh định 405W. Thực chất đối với thông số này thì nhà máy công bố là công suất từ 5 đến 405W, tức là công suất nhiều anh em còn gọi quen gọi là AutoWatt. Và độ nhạy của dòng loa này maximum output lên đến 126 dB. Dòng này có trở kháng là 4 ohm và tần số đáp tuyến từ 25Hz đến 20kHz. Dòng này có được sử dụng hệ thống bảo vệ Protect Overland Food, tức là hệ thống bảo vệ này được bố trí bằng cầu chì. Và phía dưới cùng anh em đang thấy đó là chữ Protect Stress Auto Locker, tức là khi quá tải hệ thống nó sẽ tự ngắt cái hệ thống loa chép ra. Dòng này rất an toàn cho loa chép. Nhìn chung thì anh em thấy dòng sạc Winvega thường được bố trí hệ thống bảo vệ bằng cầu chì. Hệ thống này khá an toàn cho việc chúng ta thì sử dụng có thể là quá tải tự ngắt, rất an toàn cho các dòng loa này. Chúng ta sẽ cùng xem qua một vòng với mẫu sạc Winvega model 380SE. Đây là tổng thể phía bên hông thùng. Thùng được trang trí bên ngoài bằng simili màu đen. Và đây là tổng thể phía mặt sau của cặp loa sạc Winvega model 380 SE. Với tổng thể này, hãng làm ở mặt sau này là simili màu đen. Và đây là phần chạm loa. Ở đây hãng đề Select Audition 380SE 4 ô. Dòng này trở kháng 4 ô. Và hệ thống cầu chì được bố trí ở mặt sau. Đây là hai chạm loa. Và phía dưới cùng đó là hai lỗ thông hơi. Hai lỗ thông hơi này tôi ước tính cũng có kích thước bằng với D9 khoảng 10cm. Và phía trên này đó là một tem mang theo số series và có dòng chữ Made in USA. Tất cả hai dòng hàng này được sản xuất tại Mỹ vào những năm khoảng 1980 với cấu hình rất lớn. Về kích thước của cặp loa sạc Winvega 380SE có kích thước chiều ngang 46cm, chiều sâu 49cm. Dòng này có phần hậu rất sâu. Chiều cao của dòng loa này là 91cm và trọng lượng của cặp loa này lên đến 41kg trên một thùng. Dòng này có kích thước của thùng cũng như trọng lượng của thùng loa rất lớn. Đó là tổng thể của hai
dòng loa sạc WinVega D9 và 380SE. Thông số kỹ thuật cũng như phần kiểu dáng và các tuyến loa được bố trí ở trên hai dòng loa này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng trải nghiệm với hai cặp loa này. Ngày hôm nay Tiến Dũng sử dụng với một chiếc đầu CD Marantz model 95 kết hợp với một chiếc âm ly Sansui G9000DB. Đây là chiếc âm ly có cấu hình rất lớn và khi phối ghép với hai dòng loa này thì cũng rất ăn ý. Chúng ta sẽ cùng kiểm âm với D9 tại cầu B của chiếc âm ly này và 380SE tại cầu A của âm ly này. Và Tiến Dũng sẽ sử dụng nguồn phát là đầu CD Marantz với ca sĩ Trường Vũ. Xin mời anh em cùng trải nghiệm hai sản phẩm này. Chúng ta sẽ cùng nghe cặp loa D9 trước. Với thành phần âm thanh rất mạnh mẽ, đặc sắc. Dòng loa này phù hợp cho những dòng nhạc có tiết tấu vừa và tiết tấu khá nhanh.
trời mưa nghe ra cô tim xuôi vào ký thao tất trọng ca hồn nhiên chờ em đêm vắng với cô đơn ngõ hồn mưa ngập lời tình hợp tan nhưng vẫn nhớ nhau luôn biết em giờ có và từ đó những đêm trời mưa gió thâu chân người tình nhỏ nuôi nấng cả mối tình thời xa ấy giờ đây đường hai lối mưa gió về buồn nao và từ đó những đêm trời mưa gió thâu chân người tình nhỏ nuôi nấng cả một đời mối tình thời xa ấy giờ đây đường của cặp loa Sequin Vega D9. Và bây giờ thì Dung xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng trải nghiệm với cặp loa Sequin Vega model 380SE ở cầu A của chiếc loa này. Cho phố vắng mênh mông khơi lòng bao nỗi nhớ trời là mưa cho ướt áo em thơ mưa rơi từ bao giờ tình yêu đó người nhớ thuở học trò tâm tình thường hay ngỏ trường tan về chung phố những lúc trời chiều đổ mưa mưa rơi qua phố buồn chạy lòng bao nhớ thương chuyện tình yêu vẫn ngày xưa đường mưa ướt nê chê cùng đưa đón nhau về ấm đôi nhân tình trẻ một người sáng ngang cuộc đời một người đêm tay gối chia ly có gì vui trời mưa chờ em đêm vắng với cô đơn ngõ hồn mưa ngập lối tình hợp tan nhưng vẫn nhớ nhau luôn biết em giờ có buồn và từ đó nuôi nấng cả một đời mối tình thời xa giờ đây đường hai lối mưa gió về buồn nao
vàng ngang một đời. Một người đếm tay gối chia ly có gì vui. Trời mưa nghe ra vô tim thu anh vào ký niệm thao tất trọn ca một đêm. Chờ em đêm vắng với cô đơn ngõ hồn ngập lối tình hợp tan nhưng vẫn nhớ nhau luôn biết em giờ có buồn và từ đó tình thời phai giờ đây đường hai lối mưa gió về buồn nao và từ đó những đêm trời mưa gió thao chân người tính nhỏ nuôi nâng cả một đời mỗi tình thời phai giờ đây những âm thanh rất tuyệt vời của hai mẫu loa Sequin Vega được quan tâm nhiều nhất của thương hiệu này. Và Tiến Dũng nhận định cá nhân của Tiến Dũng, cặp loa Sequin Vega D9 mà chúng ta nghe đầu tiên có tiếng chép sáng hơn, tiếng trung âm có vẻ hơi chìm hơn so với cặp loa Sequin Vega 380SE phần bass vừa. Còn đối với cặp Sequin Vega model 380SE có phần trung trầm, mid low ấm áp hơn rất nhiều và tiếng bass đầm ấm hơn rất nhiều. Phần chép và dịu dàng, không len keng bằng D9. Đây là những quan điểm của cá nhân Tiến Dũng. Còn quý vị và các bạn có ý kiến như thế nào xin hãy comment ở phía dưới video này. Và Tiến Dũng xin kết thúc clip ở đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và quý vị đừng quên bấm nút đăng ký kênh của Tiến Dũng để không bỏ lỡ các video clip do Tiến Dũng thực hiện hàng ngày. Tiến Dũng xin cảm ơn một lần nữa và xin chào tạm biệt.